Trời đất ơi, có ngoài chữa bé đâu mà ngoài chửi. Nó ở trong tiêu quy lặng. Nó ở trong tiêu quy. Trong tiêu quy. Mà không biết. Ôi đã dạy mà ngoại cứ chửi nó hoài rồi. Nó là cô giáo của con. Nó dạy cho con hát nhưng mà con không có biết. Nó dạy không biết. Con đâu có biết đâu. Nó đâu có dạy con đâu. Ta làm cơm chưa ta? Lala ơi, con ăn cơm chưa? Con đi ăn cơm đi. Thôi Bella nghỉ hát đi ăn cơm đi nha. Chưa rồi, đi ăn cơm đi con. Ăn cơm đi nha, bye bye nha. Mí gió thì ngon ngon ngon. Bye bye. Mi ba kìa. Mi gió. Mi gió này, mi gió này ngon ngon ngon. Bye bye cái điện thoại nó mới á. Ừ. Bye bye làm bắt trước như vậy đi. Mi gió đi. Mi cho ba đi. Đi cơm 11 giờ mấy rồi. Đi ăn cơm đi nha. Thôi bye bye nha. Ngoài xuống ngoài hầm canh nha. Đi ăn cơm đi con. Bye bye con, đi ăn cơm đi. Bella chào ba đi, bye bye. Con chào ba mẹ, đi ăn cơm. Con chào ba mẹ, con tắt máy đi đi. Bella tắt máy đi. Bella không biết giờ Bella còn biết tắt máy không ta? Tính phần hay sao vậy ta? Nó đang không đang trước không à? Nó chụp hình luôn đấy. Đó, đâu không đâu. Bella tắt máy đi con. Bye bye đi. Bella biết tắt không ta? Bella biết tắt không ta? Con mẹ hả? À, con tắt đi. Bye bye.